Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức về ngành hàng không trong chuyên mục VNA News. Chuyên mục được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền thông tương tác Spirit Channel. Trong VN News tuần này sẽ có những thông tin nổi bật ngay sau đây. Vietnam Airlines ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với VTV Cap. Vietnam Airlines khôi phục lại đường bay Đà Nẵng - Tokyo. Vietnam Airlines tham gia hội chợ triển lãm quốc tế Aero Expo Hà Nội 2023. Đồng giá vé sẵn sàng chào hè cùng Vietnam Airlines. Chuyến bay đặc biệt mang tên chuyến bay thanh niên Pacific Airlines 2023. Vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam. Lễ ký kết hợp tác đã mở ra sự phát triển mới trong mối quan hệ giữa Vietnam Airlines và VTV Cáp trong việc cung cấp thông tin đặc sắc và hấp dẫn về các lĩnh vực hoạt động tới đông đảo công chúng. Thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp để xây dựng, triển khai, khai thác các dịch vụ chung để tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm tối ưu được thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đồng thời chia sẻ lợi ích tới cộng đồng. Theo đó, việc hợp tác chiến lược với VTV Cap, thương hiệu sản xuất và phân phối nội dung trên đa nền tảng hàng đầu Việt Nam, khẳng định nỗ lực của Vietnam Airlines đưa các nội dung phong phú về văn hóa, thể thao, giải trí Việt đến thế giới. Mỗi chuyến bay kết nối con người với con người còn là hành trình an toàn và đầy cảm xúc với kho nội dung của VTV Cap. Đồng thời, đông đảo công chúng, khán giả và người dùng VTV Cap sẽ được tiếp cận gần hơn với thông tin về ngành hàng không, văn hóa di chuyển bằng đường hàng không và những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, điểm đến du lịch đặc sắc. Thỏa thuận hợp tác sẽ là cơ sở quan trọng để Vietnam Airlines và VTV Cap phát huy tận dụng tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, hướng tới phát triển bền vững và lâu dài. Ngày 27 tháng 3 vừa qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Narita, Tokyo, Nhật Bản đi Đà Nẵng trong năm 2023. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch Đà Nẵng trước mùa cao điểm khi kế hoạch khôi phục các đường bay quốc tế trở lại thành phố này đang được Vietnam Airlines triển khai đồng loạt. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN319 chở gần 130 hành khách từ Tokyo đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 13 giờ 25 phút ngày 26 tháng 3 năm 2023. Hành khách và phi hành đoàn được chào đón đặc biệt tại sảnh ngoài ga đến quốc tế với điệu nhảy Yosakoi đến từ Nhật Bản, hoa và nhiều phần quà lưu niệm. Ba vị khách may mắn ngẫu nhiên đã được nhận quà tặng là vé máy bay miễn cước của Vietnam Airlines. Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VN318 với gần 150 khách khởi hành từ Đà Nẵng cũng đã hạ cánh tại sân bay Narita vào lúc 7 giờ 25 phút sáng cùng ngày. Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác đường bay Đà Nẵng - Tokyo - Narita với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật. Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, hãng sẽ khai thác chuyến bay hàng ngày với tần suất 7 chuyến một tuần để khuyến khích trao đổi du lịch, thương mại giữa Nhật Bản và miền Trung Việt Nam. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với công ty Advanced Business Events của Pháp tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững, lĩnh vực công nghiệp hàng không Aero Expo Hà Nội and Vietnam Aviation Forum 2023. Cùng với Vietnam Airlines, hội chợ có sự góp mặt của các hãng hàng không lớn trên thế giới và khoảng 50 doanh nghiệp đến từ các quốc gia. Hội chợ triển lãm quốc tế Aero Expo Hà Nội và Vietnam Aviation Forum 2023 lần đầu tiên được tổ chức với mong muốn phát triển mạng lưới cao cấp, cung ứng thêm sản phẩm tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực công nghiệp hàng không và diễn đàn hàng không tại Việt Nam. Hội chợ triển lãm với sự tham gia của hơn 120 gian hàng đến từ 10 quốc gia. Trong đó có khoảng 70 gian hàng trong nước trưng bày sản phẩm, công nghệ, giới thiệu năng lực sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, logistics của doanh nghiệp Hà Nội và các doanh nghiệp trong toàn quốc trong lĩnh vực hàng không. Tại hội chợ, gian hàng của Vietnam Airlines thu hút đông đảo khách tham quan với việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay Vaeco và công ty thành viên của Vietnam Airlines.
Một thông tin rất hot dành cho quý vị khán giả đang chờ những trải nghiệm tuyệt vời trong mùa hè. Từ ngày 1 tháng 4 tới đây, bạn có thể thỏa sức du lịch cùng Vietnam Airlines với những ưu đãi cực lớn đồng giá vé trên các chặng bay nội địa và quốc tế. Đây là chương trình được Vietnam Airlines triển khai nhằm tạo điều kiện cho hành khách khám phá các điểm đến nổi tiếng trong nước và ngoài nước, đồng thời trải nghiệm dịch vụ hàng không quốc tế 4 sao. Theo đó, với chương trình đồng giá, Vietnam Airlines mang đến cho hành khách cơ hội mua vé chặng bay nội địa với giá chỉ 999 Việt Nam đồng trên một chiều trên các chặng bay ngắn và 1.299.000 Việt Nam đồng một chiều trên đường bay dài. Giá đã bao gồm thuế và phí. Đối với chặng bay quốc tế, Vietnam Airlines mở bán đồng giá chỉ từ 49 đô la Mỹ cho vé khứ hồi tương đương với khoảng 2.961.000 Việt Nam đồng chưa bao gồm thuế và phí. Giai đoạn mua vé từ mùng 1 tháng 4 đến mùng 10 tháng 4 năm 2023 và cho các chuyến bay khởi hành từ mùng 5 tháng 9 đến 28 tháng 12 năm 2023, không áp dụng cho giai đoạn cao điểm của chặng bay nội địa và quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập website vietnamlines.com. Đặc biệt, từ ngày 20 tháng 3 đến 20 tháng 5 năm 2023, quý khách nhập mã SPPVNA khi thanh toán bằng ví ShopeePay để nhận ngay voucher giảm 50.000 Việt Nam đồng khi mua vé trực tuyến trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines với đơn hàng trị giá 2 triệu Việt Nam đồng trở lên. Quý vị và các bạn thân mến, hòa chung vào không khí sôi nổi của đoàn viên thanh niên cả nước kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Pacific Airlines, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines đã tổ chức chuyến bay đặc biệt, chuyến bay thanh niên Pacific Airlines. Chuyến bay mang số hiệu BL6002 cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Hà Nội với 186 hành khách. Với chuyến bay thanh niên Pacific Airlines 2023, toàn bộ quy trình phục vụ từ mặt đất đến trên không của chuyến bay thanh niên đều do đội ngũ đoàn viên thanh niên của Pacific Airlines đảm nhiệm. Tổ bay và ban chấp hành đoàn thanh niên Pacific Airlines tham gia phục vụ chuyến bay đã vinh dự nhận được đóa hoa hướng dương tươi thắm và lời chúc của đoàn thanh niên tổng công ty. Hòa ca các bài hát mang tinh thần thanh niên Việt Nam do các đoàn viên thanh niên thể hiện, các tiết mục văn nghệ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hành khách. Các hành khách trên chuyến bay được tặng những chiếc móc khóa với nội dung "Cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn bay cùng Pacific Airlines" như một lời tri ân đến khách hàng đã và đang tin tưởng lựa chọn Pacific Airlines trong suốt thời gian vừa qua. ANA nối lại đường bay Tokyo đến Bắc Kinh và Thượng Hải từ tháng tới. Flight Safety Foundation, một trung tâm ở châu Á-Thái Bình Dương, hay Japan Airlines đã thỏa thuận mua 21 máy bay Boeing 737 MAX sẽ là những thông tin trong phần điểm tin hàng không thế giới. Những tin tức nổi bật về hàng không thế giới sẽ có ngay sau đây. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục thí điểm xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hàng tuần, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn sẽ ra soát đánh giá hiệu quả để kịp thời điều chỉnh nếu cần và trao đổi với Cảng vụ Hàng không miền Bắc về phương án thí điểm để Cảng vụ Hàng không biết và giám sát. Hãng hàng không ANA sẽ cung cấp chuyến bay khứ hồi hàng ngày giữa Bắc Kinh và Tokyo từ ngày 1 tháng 4 tới. Các chuyến bay đến sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải và sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải cũng sẽ được nối lại hoạt động từ ngày 1 tháng 4. Việc nối lại các chuyến bay được đưa ra sau khi hãng hàng không này tạm dừng hoạt động vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch COVID-19. Flight Safety Foundation sẽ mở trung tâm an toàn hàng không châu Á-Thái Bình Dương tại Singapore. Mục đích của trung tâm sẽ là giúp ngành hàng không đảm bảo hoạt động an toàn trong khi các hãng hàng không trong khu vực phục hồi về mức trước đại dịch. Trong suốt năm 2023, trung tâm sẽ hoạt động trên 3 lĩnh vực: đánh giá hồ sơ an toàn, nâng cao văn hóa an toàn, năng lực phi công và khả năng đào tạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mới đây, Japan Airlines và Boeing đã chính thức xác nhận Japan Airlines đặt hàng 21 máy bay 737 MAX của Boeing. Đơn đặt hàng này là một phần trong chương trình đổi mới đội bay của Japan Airlines. Các máy bay mới sẽ gia nhập đội bay của hãng vào năm 2026. Virgin Atlantic sẽ triển khai liên danh với thành viên SkyTeam là Korean Air sau khi hãng này gia nhập liên minh vào đầu tháng 3 vừa qua. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ cho phép hành khách đặt chỗ qua Virgin Atlantic đi thẳng đến sân bay Incheon ở Seoul, Hàn Quốc. Đến tháng 6, hành khách sẽ có thể nối chuyến từ Seoul đến các điểm đến trên khắp Nhật Bản, Việt Nam, Hồng Kông, Úc và New Zealand.
Những thông tin về sự hợp tác giữa Virgin Atlantic và Coronair cũng đã khép lại VNA News tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!